Chào anh em quay lại kênh YouTube của Mạnh nha. Thì hôm nay về được hai cái dạng áo đỏ nữa nè. Và nói thật luôn, hôm nay là Mạnh không biết là ngày gì, nhưng mà là đúng xui. Thật sự là đúng xui. Và bữa nay thêm cái dạng áo đỏ nữa, Mạnh là Mạnh mạng 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 kim. Gặp thằng đỏ này quả nữa, nó giặt. Giặt te tua luôn. Giặt không còn gì giặt. Kể cho anh em nghe hai câu chuyện chơi. Hôm qua hứa với anh Thịnh hôm qua hứa với anh Thịnh là bữa nay đi lấy dàn áo về cho anh Thịnh. Thật sự cái dàn áo này bỏ từ bữa 28 tháng 9 tới giờ 20 ngày, anh em 20 ngày để sơn hai dàn áo, cực lâu cực lâu. Ok, nói với anh Thịnh là bữa nay đi lấy, sáng nghỉ ở nhà, nói chung là đóng hàng xong rồi đi lấy dàn áo cho anh em. Đi lấy ra thì lại là ngay là bữa hổm mình đi sơn, mình có được bỏ mẫu theo nha, có nghĩa là trước khi mà bỏ cái dàn áo này sơn do cái ông thợ sơn á, là mình có bỏ mẫu cho người ta. Đi lại thấy không giống mẫu, không thấy không giống màu đỏ của mẫu. Và cái dàn áo này không phải là dàn áo sơn cái chỗ mà hôm qua mình làm cái clip xanh nhớt đâu nha. Cái chỗ mà hôm qua Mạnh làm cái clip mà xanh nhớt anh đó là ảnh tên Sơn, ảnh ở đường Trương Phúc Khoan. Anh đó Mạnh cũng đã nói với anh em rồi là ảnh không sơn được màu 2000, ảnh chỉ sơn được màu 99 thôi đó. Nên cái hai cái dàn áo này bắt buộc phải bỏ chỗ khác cho người ta sơn. Thì cái chỗ này là cái chỗ cái ông đằng này ông giới thiệu đâu, nói chung lại cũng sơn, nói chung là cái chỗ này Mạnh cũng sơn mấy dàn rồi đó. Rồi lại thấy em không giống mẫu, mà ổng nói là ổng sơn 20 hai mấy năm nay, nghề 20 20 mấy năm rồi. Lúc đầu mà hỏi á, em bỏ mẫu anh sơn giống không, ổng nói á, là giống 100%, cam kết với em là giống 100%. Bữa nay lại không giống anh em, bữa nay lại không giống. Nói chung là cái màu của mẫu của Mạnh á, nó đẹp hơn, nó tươi hơn tí đó. Rồi sao bắt đầu ổng nói màu đỏ gì không chịu nữa, là chịu gì cái mà nó nói vậy. Ban đầu anh đừng kêu em đưa mẫu, em đưa mẫu cho anh rồi đúng không, em đưa mẫu cho anh rồi mà anh nói là sơn giống trăm trăm mẫu, mà bây giờ rõ ràng là lệch mẫu luôn, lệch mẫu luôn, không nói gì hết, lệch mẫu. Để quay lại cho anh em coi nè, nè lệch mẫu luôn nè, chứ không nói gì á. Thằng này nó hơi tươi chứ anh em, thằng này hơi tươi, xin lỗi anh em nha. Đó, thằng này hơi tươi, đạt mẫu luôn đó. Cái ông nói vậy đó, ông nói ngang vậy đó, là cái dàn áo này hồi sáng là chưa đánh bóng, chưa sơn cái màu đen lỗ tai này luôn nha, chưa sơn đen màu màu đen lỗ tai này luôn. Thì Mạnh mấy đem về, Mạnh 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 giận quá, Mạnh nói thôi bây giờ anh đóng gói lại cho em, anh thảy vô trong thùng cho em đem về, anh khỏi đánh bát khỏi làm gì chứ á. Mạnh móc ra 2 triệu 6 anh trả anh, Mạnh bỏ về. Thì thật sự bữa hổm cái thùng anh em, trước khi á bỏ cái dàn áo này sơn á, là hai dàn áo bỏ vô chung một thùng, hai dàn áo này đều không lấy bửng ngoài nha, không lấy bửng ngoài. Là giá 2 triệu 6 là tại sao, là do không lấy bửng ngoài. Thật sự là một dàn bình thường ổng sơn là 1 triệu 6, nhưng mà không lấy một dè mà không lấy bửng, không sơn bửng ngoài á, không sơn bửng ngoài là trừ ra 300, trừ ra 300 nha anh em, là còn 1 triệu 3 vàng, 2 vàng là 2 triệu 6, trả 2 triệu 6 bỏ vô chung một cái thùng á về. Nên có một số chỗ nó hơi chày, thì chút mình sẽ nói cái chuyện đó sau. Tức tức điên luôn, ngồi nói qua nói lại nói qua nói lại, cuối cùng ổng nói là ổng không chốt hạn câu á, màu đỏ gì không chịu, chịu gì, điên. Trong khi đó đưa mẫu rồi cũng đang rồi, tiếp theo câu chuyện thứ hai cũng đang là ở đó luôn, cũng đang ở đó luôn. Cái anh hôm trước ảnh mua Mạnh một cái cần đạp 150, cái clip mà trước Mạnh Mạnh đăng á, ảnh thế nào anh cũng coi được cái clip này à, nhưng mà Mạnh không ngại nói lên cho anh em phân xử. Ảnh mua cái cần đạp 150, ảnh hỏi Mạnh có cái đùm sao quay thái 110 hay không bán cho ảnh. Mạnh có, Mạnh bán, Mạnh mà Mạnh hỏi luôn, anh về anh gắn xe anh sơn. Anh nói là anh sơn lại,
Ok anh em, sơn loại mà. Chụp hình rõ chi tiết từ trong ra ngoài, gỡ luôn mặt đạn ra luôn, chụp cho ảnh luôn cái lưng mặt đạn luôn. Chụp luôn tăng bua luôn, nhớ cái chuyện tăng bua. Rồi xong bữa nay anh được nhận hàng 6 ngày, bữa nay anh nhận hàng. Anh gỡ ra anh kiểm tra hàng. Có con shipper đó luôn, anh gỡ ra anh kiểm tra hàng anh nói không? Mạnh ơi, tăng bua này mòn quá, anh không nhận. Thử hỏi anh em câu, cái đồ xài 20 mấy năm cái tăng bua không mòn là cái gì? Em bán đồ cho anh em giá rẻ về anh em sơn lại, em chỉ bao là không lỗng lưng mặt đạn, không sơ mi và lỗ chân câm không phan. Còn cái chuyện mà tăng bua mòn là chuyện bình thường anh em. Cái đồ xài 20 mấy năm mà không mòn gì, mòn cái gì? Người ta dọn một chiếc ảnh nó còn nói á, nếu mà đem đi đóng tăng bua lại mất giá trị cái đùm. Không mất đâu anh, chừng nào mà đóng lưng mặt đạn mới mất cái giá trị cái đùm, chứ đóng tăng bua thắng không mất giá trị đùm đâu. Người ta dọn chiếc xe mấy chục 100 triệu, người ta lấy cái đùm theo xe, người ta đóng lại bình thường, người ta xài bình thường luôn. Muốn ngon anh em, muốn ngon phải đóng tăng bua lại xài mới ngon. Tại tăng bua người ta xài 20 mấy năm nó thiết là cái chuyện bình thường thôi. Cái đĩa thắng mà còn thiết bằng thép, mà còn bằng thiết bằng mà còn thiết nữa, mà không chi là cái tăng bua, đúng không anh em? Đó mà ảnh ở lòng nào nói vậy. Rồi ảnh nói bây giờ ảnh kêu á cái anh shipper á gỡ hàng ra, ảnh lấy cái thằng số thôi, ảnh không nhận cái đùm ảnh trả về. Mà anh nói không anh, cái shipper người ta không làm được cái chuyện đó, thà là em đóng 2 cục anh nhận cái này anh không nhận cái kia thì ok, chứ bây giờ em đóng chung mà anh làm cái điều đó là shipper người ta không có làm được, anh đang làm khó người shipper người ta đó. Mà nói thôi bây giờ anh muốn trả đúng không, anh cứ việc nhận hàng này đi, anh cứ việc nhận hàng này đi, rồi sau đó anh đóng cái đùm riêng, anh đem cái việc theo anh gửi lại giùm em sẽ trả tiền cái đùm cho anh. Cái anh nói không, bây giờ kêu shipper á là mổ ra lấy cái cần đạp cho anh cho bằng được đó. Bắt đầu đưa máy qua shipper, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, mà shipper làm gì giải quyết được cái chuyện đó. Nói thật sự shipper không giải quyết được chuyện đó đâu, đúng không? Mà bệnh nó đã chốt rồi, giờ anh cứ gì nhận để em gửi về đi em nhận. Cuối cùng anh nói thôi à, để anh chịu ship cho anh chịu ship, mà siêu ship cái kiểu đó đâu có được, shipper người ta đâu có làm được chuyện đó. Bắt đầu là tắt máy nói chuyện được chút, tắt máy điện qua điện lại điện tới điện lui, ảnh điện đâu có 5-6 cuộc có. Mà mạnh đang bực mình cái vụ cái đầu sơn, đang ở tiệm sơn luôn bực mình. Cái cuối cùng ảnh điện ảnh nói á là cái má đùm và cái đùm không chung một bộ. Không chung một bộ điên không. Mạnh mới nói á là cái đùm là đùm quay thái 110, cái má là má quay thái 110 zin hết. Ảnh nói ừ, nhưng mà ảnh nói không chung một bộ. Dạ không chung bộ là sao má, không chung bộ là sao, sao gọi là không chung bộ? Nói đều là quay thái 110 với quay thái 110 chứ đâu phải quay thái 110 với 100 đâu mà không chung bộ. Em mua làm sao em về em bán vậy? Em chụp hình cho anh bữa làm sao em gửi vậy, chứ em đâu có lấy cái đùm khác hoặc lấy má đùm khác em gửi cho anh đâu. Em chụp hình cái sản phẩm nào cho anh em gửi đúng cái sản phẩm đó cho anh em thôi, em không có lấy cái khác đó. Tại sao không chung bộ? Đâu phải là em lấy cái đùm sau quay thái 110 mà em lấy cái máy đùm trước em giao cho anh đâu. Không, cái đùm sau quay thái 110, cái máy đùm sau vẫn là quay thái 110, thế là gọi là không chung bộ. Mạnh không hiểu đó. Cái á mạnh nói thôi bây giờ á rắc rối quá anh, thật sự bây giờ anh kêu shipper người ta mà ảnh nặng nặc nha, ảnh đòi á là lấy cái thằng đạp đó cho bằng được, mẫu thùng ra lấy cái thằng đạp cho bằng được. Shipper ta đổ chịu, rồi anh thanh toán nhiều ai biết, đúng không? Shipper ta không chịu anh em. Cái á mạnh nói á bây giờ một là anh nhận giùm em, anh gửi cái đùm về em hoàn tiền lại cho anh, hai là anh trả đồ hết về giùm em, em chịu phí, em chịu lượt đi lượt về luôn đó, anh em mình coi như là xong. Ảnh mới nói vậy nè, thôi bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn, một là mày bớt tao 50, tao nhận tao đóng tầng bua, hai là tao trả được, tao trả hàng về tao bỏ 50 cọc đó luôn. Ác không, em lấy 50 cọc đó anh làm gì? Anh trả hàng về em tốn 2 lượt ship, ship đi ship về bao nhiêu tiền của em rồi, mà anh nói anh bỏ 50 cọc đó, anh thảy vô mặt em 50 cọc đó, em đâu có lấy thiệt.
Rồi cuối cùng là Mạnh chọn cái phương án là bớt ảnh 50. Nhắc tới cái chuyện bớt 50, hôm trước bán ảnh đòi bớt 100, có nghe chụp hình xong xui chân báo giá xong xui ảnh đòi bớt 100. Mạnh nói không anh, nếu mà được em bớt anh 50 đó anh lấy giùm em, chứ bớt 100 là em không có lời. Thật sự vậy, nếu mà cái đùm đó mình bán cho ảnh á, mình bớt 50 mà là mình lời đúng 50 á, lời đúng 50 á. Mà bây giờ ảnh về ảnh nói này nói kia, ảnh đòi bớt luôn 50 là coi như lỗ tiền công á anh em. Lỗ tiền công á, đâu có lời. Đó. Rồi, tiếp theo là mình nói ok, anh cứ việc hàng nhận hàng đi, chừng nào mà em nhận tiền được trên Viettel ở trên này, em sẽ gửi trả 50 kẹt. Cái ảnh không biết anh suy nghĩ làm sao đó, anh tắt máy hồi anh ok xong rồi, anh ok xong rồi anh tắt máy hồi anh nhắn tin qua nói thôi bây giờ trừ thẳng vô tiền hàng luôn đi. Thằng shipper nào dám trừ thẳng vô tiền hàng 50.000. Shipper nào dám. Cái bắt đầu ông shipper á, ông shipper ông mới gọi điện cho em, ông nói thôi bây giờ anh ra ngoài Viettel á, Viettel trên này nè, Viettel Post trên này nè, anh sửa nhờ nhân viên trên này sửa lại đơn hàng giùm em là trừ bớt tiền hàng 50.000. Trời ơi, gánh đâu, gánh đâu đi, thiệt không gánh. Mấy bữa nay sắc mặt không gánh, mà có đi có khùng mới đi làm cái chuyện đó. Trong khi đó bây giờ anh thanh toán đi, tôi về tôi trả 50 kẹt, tôi nhận được tiền trên này tôi trả 50 kẹt liền. Không lẽ bây giờ uy tín của tôi anh đổi 50.000 của anh, tôi đâu có lấy 50.000 anh làm gì, đúng không? Anh nói tới nói lui nói xui nói ngược, cuối cùng là anh chỉ cần 50.000, bớt anh 50.000 thôi. Ngay từ ban đầu á, anh đừng có lý do lý chấu gì, anh nói thẳng đi, anh khui hàng với anh kiểm tra, anh nói thôi tăng bua này nó hơi mòn Mạnh ơi, bớt cho anh 50 nha, để anh đóng tăng bua lại. Anh em mình phải vui vẻ không, đúng không? Anh em mình phải vui vẻ. Đằng này anh lý do lý cháu anh nói tăng bua mòn này kia, mà trong khi đó tôi chụp hình tăng bua cho anh rồi chứ không phải là không chụp. Tôi chụp thẳng cái hình tăng bua kỹ cho anh luôn. Cái điện thoại của tôi là Samsung S10e, là một dòng cao cấp đó, mà mới có năm mấy hai năm nay thôi. Chụp hình rõ, cực kỳ rõ luôn nha, chụp hình cực kỳ rõ luôn đó, chứ không phải là cái điện thoại cùi bắp mà nó mờ. Thiệt, tôi chụp hình tăng bua cho anh xong anh chốt giá xong về dưới anh nói rồi tăng bua mòn. Hồi anh thấy không xong cái anh hô là cái đùm với cái má đùm không chung bộ đó, rồi cuối cùng chốt hạ lại anh câu bớt 50. 50.000, thà ban đầu nói bà vậy đi, thôi cái tăng bua mòn em bớt anh 50 đi, anh đóng tăng bua lại, anh em mình vui vẻ, khỏi mất công lý do lý chấu điện qua bực bội này kia rồi nữa, thằng học này kia nữa, không có nên, không có thích đó. Còn cái chuyện mà tôi có lỗi với anh là do bữa hổm tôi nói là tôi bán cái đùm, tôi sẽ tặng cho anh cái ống chỉ. Cái ống chỉ là cái mà giữa cái hai cái bạc đạn anh em, có một khúc gì nè đó. Mạnh bữa đó lu bu đi đóng hàng quên luôn đi, mà thật sự là cái ống chỉ không biết đâu luôn, không biết đâu luôn, dục đâu mà tiêu rồi, nó không có đáng nhiều chừng á. Anh mới nhắc thì Mạnh có nói á, là thôi để em ơi, em đem cái ống chỉ đó ra em đóng ngoài Viettel em gửi cho anh, em trả luôn tiền ship. Rồi thôi được rồi, coi cái clip này chắc anh coi cái clip này chắc cũng nói chung là thôi anh em mình chia tay đi, chứ đối với em 50% nó cũng không thành vấn đề gì chứ á. Nói thiệt, buôn bán em nói thật sự có nhiều cái mà em lấy giùm cho anh em luôn, em còn không có lời nữa. Cái anh dị Long An hôm qua nè, anh nhờ em kiếm bộ gấp cạc te, mới đầu là anh kiếm gấp cạc te 2.000, em nói thôi anh mua gấp thôi, anh dị anh sơn lợi, còn cái cạc te á nó mắc quá anh đừng có mua, anh mua cạc te mới anh chơi đó, chứ bây giờ anh mua cái cạc te nó mắc lắm. Anh ok, cái là bữa hổm em kiếm cho anh được cái gấp, nhưng mà vô tình là quỷ lái nó gửi gấp 99 gấp ông chị. Bắt đầu em về em kiểm tra là gấp ông chị, em điện ổng, cái ông nói thôi từ từ cũng được đó. Bắt đầu là hôm qua lái nó mới chỉ nó gửi lại cái bộ này là gấp cạc te, gấp đẹp, cạc te đẹp, tem trên tem dưới zin, nói vậy anh em chơi 110 cũng hiểu, tem trên tem dưới zin, sơn zin còn khá đẹp. Lái em bữa hổm nó có lỗi với em rồi,
nó để cho em 1,1 triệu. Em nói, nó nói á, là chuộc lỗi với anh Mạnh bữa hổm, em làm lỗi với anh thì bữa nay em để cho anh 1,1 triệu đó, chứ thật sự không có ai mà bán giá 1,1 triệu đâu. Nội là lấy cái bộ cà te đó không bán là đã trên 1,1 triệu rồi. Con tem trên là bao nhiêu tiền rồi anh em? Đó, em chụp hình nguyên cái tin nhắn đó gửi cho cái anh mua, là người ta bán là 1,1 triệu, anh có lấy hay không? Em gửi nguyên cái clip mà của thằng lái nó gửi qua cho em luôn. Anh coi clip xong anh nói ok chốt mà anh ơi, trời giá này là quá hợp lý, quá ngon rồi. Đó, chốt. Rồi cuối cùng là chốt 1,1 triệu. Em mua 1,1 triệu, em bán đúng 1,1 triệu, không ăn đồng lời nào chứ. Xui sao thằng quỷ lái nó kêu gáp qua, chạy từ bên đó qua đây, quận 12 qua đây, 89 ngàn tiền gáp, em trả cho thằng gáp luôn. Mà tiền này chắc xin ảnh trả, trả 90 luôn đó. Tiền này chắc xin ảnh 100, nặng lời được 10 ngàn, tiền nước miếng, tiền sạc pin đó. Không có lời nhiều đó anh em, chứ thật sự không có ai mà đi bán bộ gấp cà te đó mà 1,1 triệu đâu. Nói thôi, nói chung là giờ làm biến khui ra cho anh em thấy quá. Chứ cái bộ gấp cà te này vô xe tầm khoảng 40 mấy là chuyện bình thường anh em, 40 mấy là chuyện bình thường đó. Rồi thêm cái này nữa, nói thật sự với anh em á, em mua đồ nếu mà anh em dễ thương với em không có ăn cắt nào chứ á. Bữa hổm có anh Đức ở ngoài Lâm Đồng thì phải, ảnh dặn em một cái bộ số 110. Em kiếm cho anh cái bộ số 110 600 ngàn. Cái số 4 cực đẹp, có nghĩa là tất cả số còn lông mèo luôn, con heo số không mòn luôn. Cái số 2 nó bị hai cái đốm nhỏ xíu à, nhỏ xíu xíu xíu, có hai đốm đó nha. Cái con số 2 nó bị hai đốm nhỏ xíu xíu à. Em lấy 600 ngàn, em để anh đúng 600 ngàn. Đó, sao tin nhắn của em với lái làm sao? Em chụp em gửi qua cho ảnh, tin nhắn em chuyển khoản cho lái bao nhiêu tiền em chụp em gửi cho ảnh. Mà quên bán cho ảnh 600 ngàn xong quên cái tiền ship. Tiền ship mấy chục ngàn quên luôn, rồi lỗ cái tiền ship đó luôn. Đó, anh em dễ thương với em thì em dễ thương lại thôi. Thật sự đối với em 50% nó không thành vấn đề, em không có chim. Cái người mà lời nhất á, ở đây á, là cái người gã xe. Họ mua nguyên một cái con về, họ gã, họ bán phụ tùng. Đó, thì họ mới lời, chứ thật sự những người mà mua bán phụ tùng với em, mua đi bán lợi á, không lợi nhiêu đâu anh em. 50-100 là cùng. Tại vì sao? Món hàng đó em ví dụ như lấy nó bán cho khách, khách thường, khách anh em đi mua xài 1 triệu thì nó để cho anh em lái 900-950 thôi, chứ họ đâu có thể nào mà để mà 700-800 được, đúng không? Đó, còn cái chuyện mà gấp cạc te này 1,1 triệu là do bữa hổm ổng lỗi với em. Em kêu á là cái gấp không ổng chỉ, ổng gửi qua cái gấp ổng chỉ đó. Mà bữa đó em chịu cước luôn, em chịu phí 100 ngàn luôn, em chịu phí 100 ngàn luôn. Bữa nay là ông trừ thẳng vô trong đó luôn, trừ thẳng vô trong tiền cước đó. Nó nói bữa hổm em lỗi với anh thôi, em chịu tiền cước luôn, em bán rẻ cho anh cái bộ này 1,1 triệu để anh về anh bán khách anh kiếm lời. Mà không, bán khách đúng 1,1 triệu, không có lời, thiệt không có lời, lời lớn gì 50%, đúng không? Quan trọng là tình cảm thôi. Anh em mà dễ thương em đó, thật sự em kiếm kiếm đồ cho anh em kiếm không luôn, kiếm không công luôn, đi lấy đồ cho anh em không công luôn. Mà quan trọng anh em phải biết điều, phải dễ thương, phải lịch sự. Còn anh em nào đã biết tính em rồi, mua đồ với em đừng kỳ kèo 50% với em. Em nói thiệt, giá em bán ra nó thật sự là hợp lý rồi. Em có thể em đăng lên chợ, đăng lên hội nó sẽ cao hơn cái trên YouTube này một tí đó. Tại vì sao? Cho nó nhiều thấm trả giá lắm, em phải đăng lên tí để cho người ta trả giá. Còn trên YouTube này, xin lỗi anh em á, lợi lớn mẹ gì, đăng đây nó thật sự đăng gì đam mê đăng chơi thôi, chứ lợi lớn gì, không lợi lớn gì. Rồi thôi, đủ xui chưa? Thứ nhất giằng áo, mà về ngồi đánh bát thấy bà luôn, đánh bát về ngồi chè ra đánh bắt thấy bà luôn nè. Nè, đánh bắt thấy bà luôn. Rồi thôi vô dàn áo nè, không có liên thiên nè.
Đây là cái đầu đĩa. Có một cái ngược đời như thế này nữa. Cái dàn áo của anh Thịnh là dàn áo quay thái 100 mà đi đầu đèn 110. Dàn áo anh Phương là dàn áo 110 mà đi đầu đèn quay thái 100. Là do sao? Thật sự anh Phương anh đặt đầu trước. Đó, ảnh thích cái đầu đèn quay thái 100. Anh nói là đầu đèn quay thái 100 nó dày hơn. Anh thích, ảnh nhờ Mạnh Kiếm giùm. Thì Mạnh Kiếm có trước. Rồi sau đó là cái dàn áo của quay thái 100 của anh Thịnh là mua của anh kia 1.6 triệu tiền ship về 1.8 triệu, là 2.200 nữa là 1.8 triệu đó. Là cái dàn áo đó là lai cái đầu quay y góc phục alpha và cái bửng ngoài alpha, bắt buộc phải là đi kiếm cái đầu đèn với cái góc phục bỏ vô cho ảnh. Nhưng mà cuối cùng là không có đầu đèn quay thái 100 thì lấy cái đầu đèn 110 phát đĩa lên cho ảnh. Đây mảnh phát nha, đó mảnh phát. Đây quay bắt móc cho anh em coi, đi vô nè. Đó, đó, bắp bên đây, bắp bên đây, đây có làm lại này nha, có làm lại, nói làm lại, đây cái bắp này nó hơi xấu, đó, rồi, mặt nạ, đây, đây, mặt nạ quay thái 100, rồi tiếp tục cái đầu đèn của anh Phương. Đầu đèn quay thái 100 của anh Phương nè. Đây bắp móc nè. Đó, em có làm lại cái bắp này nha. Đó. Có làm lại, nói làm lại, ngại mẹ gì. Rồi cái này là đẹp. Cái đầu đèn này không em đi mua 400 ngàn cho anh Phương nha. 400 ngàn cho anh Phương cái vỏ đầu đèn không. Rồi. Đây mua bùa. Đây mua rùa dây đẹp cho anh em. Bên đây cái thợ sơn 20 mấy năm đưa mẫu mà sơn không đúng màu. Nói chung là hầu đẹp anh em ơi. Nó thẳng như luôn đây nè, nửa con dao nè, đi vô cái miếng bự nhất nè, cái miếng hay bể gãy nhất nè. Nè đó, đây cái bát này em có làm lại nè, cái bát này bắt em làm lại nha. Đó em làm lại anh em. Họ nói chung quay bát bóc hoài nó em cũng nhàm. Rồi để em chứng minh cho anh em thấy là cái dàn áo quay thái 100 nó sẽ dày hơn dàn áo quay thái 110. Lấy hai cái buộc này chứng minh đi. Nói thật sự cầm lên hai cái anh em, mà có hai cái anh em cầm lên là biết nhau giờ giật anh em ơi. Đây nè, cái ở trên này là cái của quay thái 100, cái dưới quay thái 110 nè. Anh em thấy cái viền này không, quay thái 100 nó dày cui nè, quay thái 110 mỏng lét nè, thấy không. Đó đây nè, đáp nè 201 nè, đây nè đáp nè, 98 nè, tháng 3 năm 98 nè. Đó. Đó. Cái miếng mua gùa tí nị vậy thôi nó cũng đã dày hơn anh em. Ơi, bây giờ sao ta? Nói chung xong rồi, sáng giờ cũng đủ xui rồi. Nói chung còn cái chuyện xui nữa, nhưng mà cái chuyện ở cá nhân của Mạnh chứ không phải liên quan tới cái chuyện mà mua bán. Nên thôi. Giờ chốt hạn cậu chị. Hai cái dàn áo này của anh Phương và anh Thịnh em bớt cho mỗi anh 500 ngàn tiền sơn, có nghĩa là cái bộ dàn áo này chỉ sơn giá 800 ngàn. Giá mà không có trong lịch sử của Mạnh Phụ Tùng luôn nha. 800 ngàn, lỡ chơi rồi, lỡ lỗ rồi, lỡ luôn, không nói gì nha. Bớt cho anh mỗi anh 500 ngàn nha. Rồi ok chưa? Rồi mới bốc đây Mạnh sẽ có liên hệ với một người sơn rồi. Shop 259 sơn. Những anh em nào ở Sài Gòn nếu mà có đã tìm hiểu qua cái sơn xe thì sẽ biết shop 259. Một trong những shop xe sơn xe mà uy tín và chất lượng nhất ở Sài Gòn mình.
Chỉ nói thật sự là chỉ có thấy ông Pháy, ông Sơn là có thể qua được 259 thôi đó. Thật sự 259 thì mạnh thấy ông Sơn nhiều rồi, nhưng mà do giá cao á anh em, một dàn áo á quay á mà 1,8 triệu một dàn, rồi sao bỏ 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 thì sao bán có lời anh em, bán lỗ luôn á, 1,8 triệu vàng bán lỗ luôn á thiệt. Nhưng mà sắp tới đây có 3 bộ vàng áo, một bộ vàng áo của anh Tùng, một bộ vàng áo của anh Khương và một vàng áo của anh Trừ. Em sẽ bỏ bên 259 sơn để coi nó chuẩn màu hay không, tại bên đó sơn thì bao đẹp rồi, cái độ bóng thì bao bóng luôn rồi, nhưng mà không biết là chuẩn được màu của quay thái hay không thôi. Còn cái độ đẹp thì khỏi 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 chê, để bỏ thử 3 bộ vàng áo đó sơn. Và cái ông này thì chia tay rồi, còn bên anh Sơn mà bên Trương Quốc Phan á thì chắc có chừng nào mà có vàng vàng xanh nhớt chín chín đồ á thì thấy rồi, ảnh sơn xanh nhớt đẹp, nói chung là nhìn là ghiền. Rồi ok anh em. Chẳng qua là trước kia Mạnh cũng đã liên hệ với anh Hảo bên 259 rồi, nhưng mà anh báo giá cao quá 1,8 triệu vàng thì mới liên hệ lại, nói là em buôn bán vàng áo gì đó, anh bớt đi, em bỏ em sơn số lượng chứ không sơn vàng hay vàng, thì anh ok anh bớt bằng giá với anh Sơn bên kia, thì thôi bỏ thứ. Thật sự Mạnh kiếm Mạnh Mạnh đang kiếm một cái chỗ nào nó sơn uy tín chất lượng, mà quan trọng là phải đúng màu đó anh em. Anh em chơi 110 căng lắm, phải đúng màu anh em mới chịu chơi, lệch lệch màu anh em không chịu chơi đâu. Mà gặp ngay cái em là cái thằng kỹ tính nữa, lệch màu em cũng không chơi đâu. Nè cái tình trạng lệch màu nè, lỗ với anh em luôn, xả lỗ với anh em luôn, 500 ngàn một bộ, xả lỗ 500 ngàn một bộ, hai bộ lỗ 1 triệu đó. Thôi nói chung là anh em vui vẻ thôi. Thì cái chất lượng mà sơn 800 ngàn thì chắc em nghĩ giờ chắc không khó đâu, không có ai mà dám nhận mà 800 ngàn sơn đâu. Nhưng mà em sẵn sàng, em dám sơn 1,3 triệu trừ 500 còn 800 để cho anh em. Là do sao nó thật sự sơn này không chuẩn màu, cái thứ hai nữa là nó có lỗi chày, là do hồi sáng em giận quá mà chày ít anh em, một một đốm hay đốm em giận quá em nhét vô trong thùng em về đó. Rồi ok, cái thứ ba nữa là cái lỗ tai này em nhắc lại là em sơn về mà có xấu rồi anh cũng đừng có chê giùm em, nếu mà không thích thì cứ việc xả ra đem ra ngoài thợ sơn ngoài cho nó 50 để nó phun lên màu đen giùm em nha. Em nói thiệt, cái này là em sơn nên nó hơi xấu, sơn xịt, nói hẳn luôn là sơn xịt nên hơi xấu, không thích đem ra ngoài 50 ngàn cho ta xả ra ta sơn lại giùm em đó. Ok em bớt cho anh 500 luôn, hai anh mỗi anh 500 rồi.